12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần, Đại Nghĩa lại gặp quý vị khán giả trong chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục có thật nhiều niềm vui đến từ hai đội chơi. Xin chào đón các bạn trẻ của đội chơi Cây Khế và Thanh Xuân. Không biết có nhầm lẫn gì không khi mình chọn tên đội như thế này. Đội Thanh Xuân đây sao? Dạ đúng, đội em là Thanh Xuân. Thanh Xuân, với Cao Xuân Tài, Bảo Châu Hông, bé này Thanh Xuân thiệt. Còn bên đó là hai cái nụ gì vậy? Thanh Xuân anh. Em mới nhú. Dạ. Mới nhú, nhú một thập kỷ cho em. Nhú một thập kỷ cho em. Quá đáng quá, em mới vừa nhú đây thôi à. Có nhiều đâu, có 30 mấy năm. Vậy, 18. Mà bây giờ cái lý do tại sao mình lấy cái tên là Thanh Xuân vậy? Có phải là mình muốn quay trở về đúng với cái thời thanh xuân của mình không? Dạ, có nghĩa là đội em mỗi người mỗi thanh xuân khác nhau, anh không đồng nhất. Thanh xuân của Xuân Tài thế nào? Dạ, em hiện tại vẫn đang ở thanh xuân mà anh. Vẫn đang ở thanh xuân. Dạ. Trời ơi, nói chuyện không chớp mắt luôn. Nói câu đó mà không chớp mắt luôn đó trời. Đây, nghe Thanh Xuân thiệt nói nè, Bảo Châu. Dạ. Em nay là nhiêu tuổi rồi, làm công việc gì nè? Em 20. Thấy không? Bé nói ra một cái mình thấy tin liền là tức vậy đó. Ủa, nghe xong cái choáng váng hả Thảo? Không, không. Trời. Né, con bé ra xíu. Tự nhiên cái bé nói em 20, cái tự nhiên cái mình thấy mình như là râu tóc bạc phơ tới nơi. Em kỳ quá, anh Nghĩa qua mình đâu hỏi tuổi của mình. Ê, trời, em đúng đâu có anh? Nói tên Nghĩa mà đương chị nhiên, nói gì. Anh đâu có hỏi tuổi hai. Dạ. Em làm gì. Dạ. Đúng không? Bởi vì nhìn là biết hai em cũng đáng tuổi cô, tuổi gì của con bé này đâu. Nhưng không sao, ngày hôm nay chúng ta quay lại với chương trình thì chúng ta mang lại cái sự thanh xuân cho khán giả. Như vậy là ok rồi đúng không? Dạ. Dạ. Ê, nói nghe, mình có cái câu khẩu hiệu gì thể hiện cái tinh thần của đội mình không? Dạ có. Có luôn. Có, tinh thần thể hiện tinh thần. Anh ơi, bao nhiêu năm rồi, không lẽ em không nghĩ ra được một cái tên mà xuất sắc slogan của đội Thanh Xuân là Tránh thì tài, đoán thì bí. Tránh thì tài, đoán thì bí. Tranh thì tài mà đoán thì bí, rồi còn hí 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 nữa. À, thôi cũng được. Để một lát để mình coi là đội Thanh Xuân sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ đây, đội Cây Tre. Xin lỗi em, tại anh thời gian vừa qua có tham gia một cái vở diễn nó liên quan tới cây tre. Cho nên anh lộn cây. Là cây khế. Dạ. Tại sao lấy tên là cây khế, nó chua hay sao em? Bên đội bên kia thì tên Thanh Xuân cũng như là sự ngọt ngào của tuổi trẻ. Tụi em chưa có lại là tuổi trẻ lắm, tụi em mà còn non. Chua chát của cây khế như là chống chọi lên cái cây đắng cuộc đời. Dạ. Trời trời. Chua chát thôi. Là dí sao, tụi em sao? Như cây đắng cuộc đời á anh. Thấy già quá vậy. Trời ơi, chưa vậy trơn mà nó cay đắng cuộc đời này kia, nghe nó mệt mỏi quá. Bên kia người ta có câu slogan quá hớp, bên mình có gì không? Anh em cây khế. Ủa, đó là slogan đó hả? Anh em cây khế, lại cho em đồng lòng như cây khế. Rồi, coi như hôm nay chúng ta gặp gỡ với hai nhóm bạn trẻ. Bên là cây khế, bên là thanh xuân. Và bây giờ mời các bạn sẵn sàng để chúng ta bước vào vòng thi đầu tiên. Vòng thi mang tên Lắng Nghe Hiểu Ý. Vòng 1 mang tên Lắng Nghe Hiểu Ý. Các thành viên sẽ đứng ở đây, mỗi người cách nhau bởi một tấm kính như thế này. Ba người đứng phía sau sẽ nghe nhạc rất là to. Người đứng đầu tiên thì sẽ nhận những cái câu này từ anh, và bạn sẽ phải nói cộng với ngôn ngữ hình thể của các bạn nữa, để làm sao cho người thứ hai nhận được đầy đủ thông tin của các bạn, và người thứ hai cứ truyền cho người thứ ba. Đến người cuối cùng sẽ viết lại cái câu nói mà bạn nhận được lên trên tấm bảng. Viết đúng, viết đủ, viết chữ đẹp, không sai chính tả, thì các bạn được 500.000 đồng cho mỗi một câu. Ai thi trước? Đội nào xung phong? À, đội em xung phong thi trước. Ủa? Wow. Lẽ đó. Hả? Gì vậy? Kệ thi trước đi, thi trước cho vui. Em viết luôn đi. Thi trước cho vui. Thi trước hả? Nhưng mà giờ đang chọn gì vậy? Chọn người viết chữ xấu hay chữ đẹp? Dạ không, chọn người viết chữ đẹp. Chọn viết chữ đẹp. Em là chữ xấu rồi đó. Nè, em thấy người đẹp là chắc chắn chữ rồi. Sẽ đẹp. Người đẹp mà chữ sẽ đẹp, cho bé Châu lên đi. Chưa ra thi mà có bộ xào xáo quá. Rồi, mời các em Thanh Xuân. Trước tiên là anh thấy thích đội em rồi đó. Dạ. Thấy em bé cuối cùng không, bé Bảo Châu kìa. Nó viết chữ đẹp nha. Dạ. Mà nó đánh số từ 1 tới 10 luôn.
chắc bé nó nghĩ là sẽ có đủ 10 câu đó. Vậy ha anh. Nha. Nhưng mà anh thích cái tinh thần của bé, dạ, nó dễ thương. Rồi sẵn sàng chưa? Dạ rồi, sẵn sàng. Em sẵn sàng. Đấy, thời gian dành cho em bắt đầu. Hoa. Hả? Hoa. Hoa. Nở, nở, hoa nở rồi. Hoa nở rồi. Yes. Ê, từ từ, từ từ. Hoa. Chào bác Kiều, chào bác Kiều. Nở. Con. Con, yes. con. Hoa. Hoa nở rồi. Hoa nở rồi. Mình. Mình. Yes. Về. Về. Mình về. Mình. Về, về. 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 Yes. Nhà. Về nhà. Yes. Hoa nở rồi. Mình về, về nhà. Thôi. Thôi, thôi. Thôi. Yes. Hoa, bông hoa, hoa, hoa. Hoa. Nở. Nở. Rồi. Rồi. Mình. Mình. Về. Về. Yes. Nhà. Nhà. Thôi. Thôi. Yes. Rồi, tiếp, tiếp. Ủa, nó cái lâu rồi. Những đứa trẻ. Những. Yes, yes. Rồi, rồi, tiếp đi, tiếp. Những đứa trẻ. Yes, tinh nghịch. Hả? Tinh. Những đứa trẻ tinh nghịch. Tinh nghịch. Yes. Những hết đứa... chưa, hết chưa? Hết rồi. Những đứa trẻ tinh nghịch. Hiểu không trời? Đứa trẻ tinh nghịch. Tinh đó, con tinh tinh đó, biết không? Biết con tinh tinh không? Tinh nghịch. Tinh nghịch. Tinh nghịch. Ừ. Gì nữa, cái gì nữa? Những đứa trẻ. Em nhìn cái miệng gì nè, em nhìn cái miệng gì nè. Tinh phố nghịch. Xá sắp nhập. Tinh nghịch phố xà. Xá. Phố xá. Phố xá tấp nập. Phố xá tấp nập. Yes. Yes, yes, đứa yes. Trẻ. Đứa trẻ. Con bé này. Trời ơi. Trời ơi, mà cậu. Trời ơi, đâu biết rồi. Trời ơi, mà cậu. Những. Yes. Đứa trẻ. Đứa trẻ. Tinh nghịch. Tinh nghịch. Yes, yes. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mới có hai câu quá. Phố xá. Phố xá tấp nập. Tấp nập. Phố xá tấp nập. Tấp nập. Phố xá tấp nập. Phố xá. Bồ. Xá. Xa. Xa. Thêm dấu sắc. Xá. Lắng nghe tâm mình. Lắng nghe. Yes. Tâm. Lắng nghe. Tâm. Yes. Mình. Yes. Lắng nghe tâm mình. Tích. Chuyển động. Yes. Lắng nghe tâm mình chuyển động. Vô là gì không hiểu? Vô. Trời ơi. Trời ơi, đứa nào mày khô cổ quá. Đổi chỗ đi. Ừ, đổi chỗ. Yến với Thảo đổi chỗ, hai đứa đổi chỗ. Phố xá. Phố xá. Đi xe máy. Phố xá. Xá. Tấp nập. Đúng rồi. Lắng nghe. Tâm mình. Yes. Chuyển động. Tuổi Ngọc. No. Chuyển động chứ. Cái từ gì mà nó kỳ vậy? Chuyển động. Tuổi Hồng. Chuyển động. Chuyển động. Tuổi. Chuyển động. Thôi đổi vui. Lắng nghe gì đâu đó. Tôi nghe rồi bà ơi. Bà gọi gì vậy? Cái này gọi đó. Tôi rồi quên. Không, cái này gọi đó. Em nói gì nghe cho mà được thì thôi. Lắng nghe tâm mình. Chuyển động. Lắng nghe tâm. Tâm. Tâm mình. Chuyển động. Tâm mình. Yes. Tâm lắng của mình nghe. Đó. Lắng nghe. Tâm. Tâm. Mình. Mình. Chuyển động. Tâm của thôi, mình á. Bé nó nghe được kia rồi kìa. Thôi, câu khác. Bỏ đi. Khỏi đi. Trời mùa đi. Đông. Lòng em thấy lạnh. Tiếp bên kia rồi. Trời. Yes. Mùa. Yes. Đông. Yes. Lòng. Em. Thấy. Lạnh. Yes. Tối chưa. Trời. Mùa đông. Ờ. Lòng.
lòng lòng ờ em thấy lạnh ờ trời mùa đông lòng em thấy lạnh trời mùa đông lòng hết giờ em thấy lạnh hết giờ rồi. Trước tiên là mình phải khen cái tinh thần của Cao Xuân Tài, phải không? Diễn tả thôi mồ hôi quá trời quá trời. Okay. Rồi cuối cùng cũng phải khen Béo Châu viết chữ đẹp cái đã. Đúng rồi. Mặc dù nhận thông tin hơi lâu chút xíu. Dạ. Đây mình coi, hoa nở rồi mình về nhà thôi, chính xác. Yeah. Okay. Không? Những đứa trẻ tình nghịch đúng luôn, phố xá tấp nạp. Này được. Rồi, này vô luôn. Rồi tiếp. Lắng nghe tâm mình chuyển động, chính xác luôn. Và được 4 câu đúng hết cả 4 luôn, 2 triệu đồng. Yeah. Vậy là ngon rồi em ơi. Có nhiều đồ đến đây ghi 4 câu, cái thiệt ra đúng được 1 câu. Yeah. Vậy là vui rồi nha. Rồi tiếp theo xin mời đội cây khế. Tiếp theo là đội cây khế. Hoàng Bách, em cũng sẽ diễn tả cho đồng đội của mình nha. Dạ. Yeah. Và đây, thời gian bắt đầu. Bạn không bao giờ phải đi một mình. Bạn không bao giờ phải im một mình. Đúng. Ê, rồi em ơi. Trời là trời. Bạn. Hả? Bạn. Bạn. Không bao giờ. Hả? Không bao giờ phải im một mình. Bạn không bao giờ một mình. Phải im. Bạn không bao giờ phải im một mình. Phải im một mình. Phải im. Phải đi. Phải đi. Phải đi. À. Ừ. Phải đi. Bạn. Cái gì? À nhớ rồi. Nhớ rồi. Bạn không bao giờ phải đi một mình. Bạn không bao giờ phải đi một mình. Đúng rồi. Bạn không bao giờ phải đi một mình. Bạn không bao giờ phải đi một mình. Hai đứa trẻ. Đứng đợi. Chọc cờ. Hai đứa trẻ đứng đợi. Ừ. Chuyến tàu. Đọc lại. Hai đứa trẻ đứng đợi chuyến tàu. Chuyến tàu. Chèo xuống. Chuyến đò. Tàu có 3 chữ thôi. Tàu. Ê, chữ T. Tờ hả? Ừ. Chuyến tàu. Hai đứa trẻ. Đứng đợi. Chuyến tàu. Đúng rồi. Trang ơi. Tàu. Hai đứa trẻ. Đứng đợi chuyến tàu. Cùng nhau chúng ta chiến thắng. Cùng nhau chúng ta chiến thắng. 7 chữ. Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Trời ơi là trời. Cùng nhau. Chúng tay. Sẽ chiến thắng. Đúng rồi. Đây. Cùng nhau. Cùng nhau chúng ta. Thôi bỏ đi. Câu này đi. Không đánh cược vào những lời có cánh được. Thịt kèo luôn. Thôi từ thôi. Không đánh cược. Đồ nữa. Không. Cùng nhau chung tay. Tay. Sẽ chiến thắng. Cùng nhau chung tay sẽ chiến thắng. Qua không cô này không? Qua đi. Năm. Giáng sinh đã bắt đầu. Mùa. Giáng sinh đã bắt đầu. Dễ gì. Hết giờ. Bên đây Hoàng Bách cũng thấy thương lắm. Cũng lồng lộn, cũng cào cấu, cũng nói đủ thứ hết trơn á. Mà Tùng Ca hình như có vấn đề về nhìn thấy để hiểu bạn mình đúng không? Em không biết nữa sao anh Nghĩa ơi. Hoàng Bách khi chưa chơi với cái miệng đã dậy rồi. Xong giờ Bách nói em không hiểu được cái khẩu hình Bách là cái gì mà cứ cờ, rồi em bé, rồi nhảy. Rồi bây giờ mình coi thử coi nè. Bạn không bao giờ phải đi một mình, chính yeah. xác. Yeah. Quá nhiệt huyết. Rồi gì? Hai đứa trẻ đứng đợi chuyến tàu. Đúng luôn. Cùng nhau chung tay sẽ chiến thắng. Không, chung yeah. nhà chúng ta. Phải vậy không? Dạ đúng rồi. Ta là cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Hồi nãy là vậy rồi mà. Đúng rồi. Ê, ai nói đúng rồi cái em ghi vậy. Đúng rồi đó. Tôi tại vì gấp quá cho nên là thôi cho qua luôn. Mình ghi được 3 câu và đúng được 2 câu, 1 triệu đồng.
Và như vậy thì các em sẽ phải chịu một hình phạt của chương trình nha. Nhân tiện đứng đây thì mời các em dùng bữa cùng với anh luôn nào. Để lấy lại sức khỏe sau một vòng thi quá hao hụt năng lượng, cho nên bây giờ anh mời các em dùng tạm một cái bữa đơn sơ giản dị từ cái bếp của nhà anh. Để em dở nha anh. Mời em. Nhìn né dữ vậy bé. Trời, bộ có con gì trong đó sao nó chuyển động dữ vậy em? Trời ơi. Trời ơi. Ê, nó cũng gần giống cái bội mình ha. Dạ, canh dây. Quá bình thường. Trời dạ, ơi, có gì đâu trời, chanh dây đương nhiên là nó làm cho dịu cái thanh quản của mình lại. Xin tố chanh dây thôi. Anh chị cho em xin ít đường đi ha. Tưới nước miếng luôn á. Chanh dây không cần dùng đường vẫn ăn không được em. Mình dùng trái cây không anh chị? Thôi em ăn đi, đồ anh có món khác. Cái này là hình phạt. Em thấy cái món này giống như là cái khai vị cho một cái khách sạn 5 sao vậy đó. Hay là bây giờ em muốn đổi chỗ không? Thôi. Dạ thôi. Ừ. Phước ai người đó hưởng. Mời cho đành. Chua quá. Bình thường mà, chanh dây bình thường mà. Chừng chanh mà đổ nước mắm với chồng mới không bình thường thôi. Gặp anh là anh cầm nguyên cái trái anh húp luôn vậy nè. Thật sự ra là sáng giờ là em chưa ăn sáng rồi. Trời ơi, nó ê hàm luôn á trời. Cái gì em thua luôn, em thua luôn mấy trận còn lại cũng được nữa. Chết rồi, ngồi đây tuổi nước miếng rồi. Chanh không hạ mắt vô. Em người đầu tiên hết. Hết. Dạ. Hết sạch sẽ. Ăn giùm anh luôn đi. Anh ơi, em thấy cái hình phạt này là dành cho tụi em á. Đúng rồi, em ngồi. Tụi em nhìn tụi em không chịu nổi rồi. Em ngồi đây em tưới nước miếng ra rồi. Xong chưa? Còn nữa không? Ngon. Trời ơi, rất là ngon. Sau một cái hồn mà tụi em la thét, đúng không? Mình ăn cái này vô nó dịu lại. Cái giọng nó thanh, đâu luyện thanh cho anh nghe coi nè. Mi 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 mà. Đó, ngon à, luôn. Dễ ơi, sao em? Thử coi. Sao giống con gà mắt dây thun vậy? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2 của chương trình. Vòng 2 mang tên Đồng Tâm Hợp Ý. Nghe cái tên của vòng 2 thôi thì mình cũng hình dung được tính chất của nó như thế nào. Đồng tâm hợp ý. Ở đây anh có những đề bài và từng đồ lên đây thi. Khi anh đọc xong, các bạn phải tạo ra một cái dáng hoặc thể hiện một cái cảm xúc gì đó mà nó phải đồng bộ trùng khớp với nhau. Và nếu như một cái dáng hoặc một cái cảm xúc mà các bạn thể hiện đồng bộ với nhau thì chúng ta sẽ được 1 triệu đồng. Khó quá, sao em nghe khó quá vậy? Khó chứ. Bí quyết đó là chúng ta sẽ chọn những cái dáng gì nó đơn sơ nhất, bớt làm màu, bớt tạo nét. Ủa, bớt làm màu, cái anh nhìn em anh nhấn mạnh vô người em vậy? Tại biết không, có những người khoái trung tâm, mọi người tạo dáng bình thường, có một người đó tự nhiên làm gì lạ lùng ghê lắm. Mà chính vì cái sự lạ lùng mới khác biệt á. Hồi nãy nhà mình thắng người ta đúng không? Dạ đúng. Đó. Rồi bên đây cũng là đàn anh đàn chị so với mấy em nhỏ bên đây. Thôi lên thi trước cho mấy em nó nể nè. Rồi, để lựa xem coi... À, này được. Con vịt. Trời ơi, dễ mà. Một con vịt thì nó hai cái cánh đó mấy đứa ơi. Ok. Rồi, chuẩn bị. Xài hai cái cánh, giang tay hay tay? Tay, có tay hai bên nách. Hết giờ. Kéo xuống. Ok. Kẹp chân hai tay, kẹp nách. À, dữ nhiên. Con vịt xòe cánh, con vịt xòe cánh. Con này bị cục cánh hả? Con này quá. Trời ơi, chị Yến mới giờ kêu em là kẹp cái nách lại. Kẹp cái nách ý là khép hai cái nách lại, hiểu không? Thảo, em làm cái dáng, đứng lên, đứng lên. Một bước coi, hình ảnh con gà cúng nha. Hai cánh đưa bẻ vô trong cỡ đó. Dễ như vậy mà vẫn không trùng khớp. Rồi, kéo lên. Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Mấy đứa ơi, dáng đứng bên tre đi mấy đứa. Dáng đứng bên tre là dáng sao? Bây giờ đứng nghiêm nè, chỉ có cử động tay phải thôi nè. Thiếu nữ bên Hoa Huệ là ngồi mà. Thôi đừng có ngồi. Thiếu nữ bên Hoa Huệ nha, bức tranh này rất nổi tiếng nha. Đứng nghiêm, tay phải ghé lên tay. Mấy đứa. Rồi tay trái sao? Tay trái nghiêm. Hết giờ. Kéo xuống. Ủa sao vậy? Nói gì vậy? Khoan, giữ nguyên đây. Ủa mọi người. Khoan. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Cái thứ nhất là ba cái con người này làm giống nhau thiệt. Mặc dù không có giống lắm với cái bức tranh đó, nhưng mà ít ra giống nhau. Còn em làm cái gì vậy Thảo? Tại vì em nhớ là cái bức tranh đó là hồi mà. Thì đúng là hồi rồi. Rút kinh nghiệm nha. Vẫn chưa trùng nha. Điệu nhảy ngựa Gangnam Style. Gangnam Style đó anh. Đúng, Gangnam đó, Style. Nói chung em phi ngựa sao em để vậy? Ê, có khi cầm cổ ngựa, có khi cầm hông mình chứ. Không, cầm cái dây cương thôi. À, ok. Vấn đề là cái điệu nhảy Gangnam Style. Rồi chưa?
Chú bị sao, chân sao? 3, 2, 1, hết giờ, kéo xuống. Được. Trùng kết. Hay quá, hay quá. Trời ơi, cuối cùng cũng có một cái đúng rồi. Cái dáng này giống bài Lý Ngựa Ô nhiều hơn nha. Rồi, như vậy là thời gian cũng đã kết thúc. Trong cái phần thi này chúng ta trùng khớp với nhau được một lần. Số tiền thưởng các bạn nhận được là 1 triệu đồng. Yeah. Tiếp theo, mời đội cây khế. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe yêu cầu Kung Fu Panda. Trời ơi là trời. Rồi, ok. Đúng rồi em, đúng rồi em. Hồi nãy đúng rồi đó. Trời đất ơi. Chen giống nặng thôi. Hết giờ. Trời đất ơi. Kéo xuống. Sáng luôn thấy chưa? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Đúng rồi em, đúng rồi em. Hồi nãy đúng rồi đó. Trời đất ơi. Chen giống nặng thôi. Em cũng nghi nghi rồi. Mày biết tiếng mày anh chị mày vậy? Ai mới là đồng đội của em? Toàn á. Trời ơi non. Có phải những con người trên này không? Còn kia là gì? Đối thủ. Đối thủ. Mà nghe lời người ta làm cái gì? Rồi đây. Con mèo thần tài. Quá đó, dễ. Quá dễ. Không nói nhiều. Rồi. Rồi chưa? Xong. Kéo xuống. Vẫn không đúng. Vẫn không đúng. Bé cuối cùng tự nhiên khoanh tay nghe bị phạt vậy. Mắt kia. Không. Em sử dụng một tay mà. Em quỷ tôi này quỷ. Không. Cái nét quỷ này cũng còn chấp nhận được. Còn bên đây ai phạt em? Ai phạt em bị kỷ luật hay gì? Lắng nghe đồng đội. Lắng nghe trái tim của đồng đội mình nhiều hơn nha. Thổi nến sinh nhật. Dễ quá trời đấy. Không sử dụng gì hết ngoại trừ một cái đó. Cái đó. Cái đó. Dạ cái đó. Kéo xuống. Thiệt luôn á. Tôi chưa thay thổi nến sinh nhật mà đơn điệu vậy hết trơn á. Không quá nhàm chán. Nhưng nhờ cái sự đơn giản này mà nó trùng khớp đúng không? Thời gian cũng đã hết. Các em chỉ trúng được một lần thôi. 1 triệu đồng. Đứng yên đó cho anh. Như vậy là ở cái vòng thi này mỗi đội đều có 1 triệu đồng hết, đúng không? Cho nên mình sẽ có thêm một phần thi phụ. Mỗi đội chọn ra cho anh 2 người. Anh cũng sẽ đưa ra một yêu cầu và 2 đội sẽ cùng làm. Sau đó chúng ta xem coi là cái đội nào mà có 2 thành viên làm giống nhau nhiều nhất thì xem như đội đó chiến thắng ở vòng này. Rồi, tư thế nâng tạ. Rồi chưa? Chuẩn bị. 3, 2, 1, hết giờ. Kéo xuống. Rồi, nâng tạ vô. Mọi người nhìn đi thì thấy Tùng Cang với Yumi là giống nhau đúng không? Thì mới đầu anh chọn thế này đó. Nè, sau anh nghĩ là anh đủ. Còn bên đây Yến là nâng tạ lên tới đầu rồi. Còn Tài nâng mới có tới đây thôi. Anh này tập vai, anh này tập tay. Em tập tay đúng không? Ừ, mà Yến tập cái chỗ khác. Đúng rồi. Em tập não. Em tập não. Và bên nào thắng thì chúng ta thấy cũng quá rõ ràng. Chúc mừng các em. Nói gì nữa Thảo ơi? Em không nói gì nữa hết. Lên đây ăn với anh thôi, đi. Có lẽ các bạn cũng đang rất ngạc nhiên tại sao trước mặt mình không có một cái món ăn hay là một cái món thức uống nào hết, đúng không? Dạ. Nhà bếp đóng cửa rồi em. Ôi mừng quá. Ôi, vậy là em được miễn cái dòng này hả? Dạ. Chưa mừng đâu. Không. Ủa? Đương nhiên là chúng ta vẫn phải nhận một cái hình phạt nào đó. Dạ. Chỉ có điều là không phải là một món ăn thôi. Chúng ta sẽ đứng thành 2 cặp. Sau đó cùng quay vòi voi 10 vòng thôi. Sau đó các bạn sẽ đứng lại trụ dáng cùng với nhau. Đó, cả 2 cặp cùng nhau hát một cái bài nào đó mà các bạn yêu thích. Rồi anh nói nha, hát vấp một lần. Hoặc là chỉ cần mà hát không đồng đều với nhau mình làm lại từ đầu đó. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vô dáng. 2, 3. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhau, gần nhau là cười. Ok. Yeah.
là anh nhân nhượng lắm rồi nha. Chứ nếu mà chơi trăm điều khó, ngàn điều khó là anh bắt Hạnh Thảo làm lại nè. Sao vậy? Tại vì ai cũng hát cái tông con nít hết trơn, tự nhiên em hát tông bà già vậy. Tại vì cái đầu em nó đang bị trì xuống vậy nè. Thôi, thử thách các bạn như đó cũng đủ. Rồi, chúc mừng các bạn đã vượt qua. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ 3, mang tên khẩu hình đúng ý. Chúng ta đang ở vòng thi cuối mang tên khẩu hình đúng ý. Ở vòng thi này chúng tôi có tất cả là 10 chủ đề và mỗi đội sẽ chọn ra cho mình 2 chủ đề bất kỳ. Sau đó từng đội lên đây tham gia. Người đứng ở đây sẽ nhìn lên bảng, trên đó chỉ có 15 cái từ khóa thôi. Trong đó có 5 từ khóa màu xanh là 5 từ khóa thắng và 10 từ khóa màu đỏ là 10 từ khóa cấm. 3 người bạn còn lại sẽ ngồi ở vị trí trong cái phòng nhỏ kia. Và ở đây chúng ta sẽ diễn tả làm sao để cho 3 người bạn của mình có thể đoán chính xác được 5 từ khóa thắng. Và một từ khóa mà các bạn đoán đúng thì các bạn sẽ có được 3 triệu đồng cho một từ khóa. Nhưng nếu như các bạn diễn tả mà nó trùng với bất kỳ một cái từ nào có trên bảng điện tử này xem như đều bị phạm quy thì những người bạn ngồi trong kia sẽ bị phạt. Và bây giờ chúng ta xem thử 10 chủ đề ngày hôm nay là gì. Bài hát yêu thích, Giáng sinh an lành, bóng đá trong nước, xu hướng cuộc sống, trí tuệ nhân tạo, lễ hội âm nhạc, tín đồ thời trang, bộ phim truyền hình, thế giới đỏ đây, văn hóa đường phố. Thanh Xuân, các bạn chọn đề tài nào trước tiên? Chắc có lẽ là mình chọn Giáng sinh đi ha. Giáng sinh an lành. Giáng sinh an lành. Rồi, còn đội cây khế. Dạ, tụi em sẽ chọn xu hướng cuộc sống. Xu hướng cuộc sống. Tiếp tục, Thanh Xuân. Thôi mình gói Giáng sinh rồi mình cho âm nhạc đi ha. Ừ. Mình chọn là âm nhạc. Là tưng bừng rộn rã đúng không? Đúng rồi. Niềm vui, lễ hội âm nhạc. Cây khế sao em? Dạ, mình chọn cái này rồi thì mình chọn văn hóa đường phố đi mọi người. Đúng rồi, cho nó gần với mình. Cho nó gần với mình. Rồi, như vậy là các bạn đã lựa chọn đề tài mà mình cảm thấy yêu thích. 2 lần trước, đồ Thanh Xuân đã lên trước rồi. Thôi thì không mấy lần này. Lên trước luôn á. Em thấy anh bắt một cái màu rồi là em thấy lên máu đúng không? Bấm ở trong bụng rồi, 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 tới rồi, lên nữa rồi. Thôi, nói vậy thôi chứ ai làm vậy tội nghiệp các em. Đúng rồi. Thôi mình lên đi. Chủ đề đầu tiên các em lựa chọn là gì nè? Giáng sinh an lành. Rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Có cái xong bỏ củi vô. Đốt lò. Cái gì vậy? Em cái gì vậy? Bên kia chưa có đáp án đúng. Hồi nãy đúng một chữ rồi. Lò sưởi. Đúng rồi. Ủa? Kể em 4 con. Tuần lộc. Sai. Xe kéo tuần lộc. 3 chữ thôi. Xe tuần lộc. Đó. Ok, quen rồi đó. Do tròn tròn, đội trên đầu. Có hoa. Vòng Nguyệt Quế. Còn tháng 11, 12 mới có. Người ta gọi là con gấu gì? Con... Gấu bông. Một chữ đó, chữ thứ hai. Một chữ là đúng trên đầu hả? Đúng rồi. Cái gì? Hả? Bông tuyết. Trời ơi, đúng rồi đó. Trời ơi, biết nãy giờ rồi. Năm. Rồi lại là cái gì ta? Ba. Không tả được. Hai. Không tả được. Một. Không tả được. Phát. Hết giờ. Hết rồi. Ra đây, mọi người ra đây. Sao em? Thấy thế nào? Dạ ổn. Ổn mà. Ổn. Mà hình như nãy em không có lên tiếng luôn á đúng không? Không kịp nói gì luôn, mọi người nói hết trơn. Tài nói rất nhiều nhưng mà không đúng. Đúng rồi. Cái người đưa ra đáp án đúng hết lại là Hạnh Thảo. Em thấy có một cái sự sắp xếp ở đây. Sắp xếp gì? Sắp xếp Yến đứng ở cái vị trí ở đó. Thì lát em có thể em đổi chỗ nếu em thích nha. Nhưng tất cả chúng ta đã rất cố gắng và được tất cả là 4 từ khóa. Chúc mừng. Yeah. 4 từ luôn hả? Xin mời đội cây khế. Bác ơi, tất cả tùy thuộc vào em nha. Chủ đề của mình, xu hướng cuộc sống. Bắt đầu. 3 chữ, cái gì đang hot dạo gần đây, ai cũng ăn hết, xếp hàng quá trời. Bánh đồng xu. Trong đó từ khóa. Đúng rồi đó Cang, lại đó Cang. Dính với cái này đó. Từ đó. Bánh đồng xu. Đúng. Chụp hình, mà biến nhân vật biến thành người mặt hình. Nhân vật biến thành anime. Hình. Anime. Hai chữ. Hình là cái gì? Hình anime đúng rồi, là cái phải sai chứ hình. Bị mới lặp lại. Hai chữ lại đã. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng cái qua lòng não luôn. Ở ngoài thiên hà nhưng mà không có thiệt. Ngoài hành tinh. Và hết giờ. Ừ. Rồi mời các em xuống đây.
Hồi nãy là cái từ đầu tiên á là từ ảnh. Ừ. Ảnh cái gì, không phải là hình thì là ảnh cái gì ảnh nữa. Ảnh gì? Ảnh anime. Ảnh anime. Ừ, mà từ Hàn Quốc nói chung cho nên nó rất là giống cái từ đó. Anh nói giống từ đó luôn, Yumi cứ ngồi gặn gặn hoài. Cãi lộn anh ơi, cãi lộn rồi. Cãi lộn rồi, sao sáo rồi. Coi như cái lượt đầu tiên mình rút kinh nghiệm vậy thôi. Một lát mình đổi người, mình diễn tả lại sao cho nó dễ hiểu hơn nha. Ở lượt thi đấu này, đội mình được một từ khóa. Yeah. Mời đội Thanh Xuân trở lại. Đây là lượt thi đấu thứ hai của đội mình, cố gắng lên nha. Ê, chủ đề. Cái này nó trực diện vô mặt luôn. Cố gắng nha mọi người. Lễ hội âm nhạc. Đó, chuẩn bị. Bắt đầu. EDM còn gọi là thể loại gì? Mình mới không được anh. Không phải, EDM là trùng khớp từ khóa. Ui, cái âm thanh gì mà nó mạnh á mà tạo ra bởi trùng khớp từ khóa. Nhạc sôi động. Không, vi tính làm ra bởi nhạc điện tử. Yes. Đúng. Mà hồi xưa đi học á là thầy cô giáo hay viết lên cái gì? À, nốt nhạc. Không, viết lấy phấn, viết lên cái gì? Bản. Từ từ, hai chữ. Bái bản. Sai. À, không, nè, mấy cái gì led nè, mấy cái gì led nè. Ờ, à, cái đèn. Yeah, sai. ghép hai chữ vô, chữ đầu và chữ ra đó. Mà cái bản đèn. Sai, hai chữ thôi mà, bỏ. Bản đèn. Đúng. Yes. Trời ơi, là trời. Cái này gọi là cái gì, cái mà đang xịt vô mặt mọi người á, gọi là cái gì, cái này có ba chữ nha. Cái này gọi là cái gì mà có thể nổ đùng đùng nữa đó. Rồi tới người ta nghe nổ á. Là cái rồi nói tiếp con cái chữ đầu đi. Rồi đó. Rồi hai chữ sau á là cái chỗ mình đang đứng nè. Thấy không? Cái chỗ mình đang đứng nè là có ba chữ đó ghép lại với nhau. Rồi ra cái chữ đó. Thề luôn. Pháo sân khấu. Yes. Rồi chưa. Còn là Miran là người ta dùng cái đó biết chưa mọi người biết chưa? Có hai chữ đúng không? Cái đó có hai chữ đúng không? Chọi với nhau là ra màu. Không tươi quá. Là từ chòi á. Trời ơi. Mà đừng có dùng từ đó. Hết giờ. Sai luôn cái nữa. Khoan tí. Hết giờ rồi. Ê cái ông bắn pháo đâu rồi? Hết giờ rồi. Trời ơi. Thì tại sao không? Hết giờ rồi mà con bé này vẫn còn nói thêm. Anh nhìn mặt mày em còn sáng láng đẹp đẽ không? Báo quá trời báo. Thảo quen rồi anh Thảo quen. Hồi nãy giờ anh nghe em ngồi im không? Là bởi vì ở bên lỗ tai em á, trước mặt em là hai cây pháo, bên lỗ tai em là có hai cái loa phát thanh. Quá là mệt luôn. Và vừa rồi chúng ta được tất cả là ba từ khóa, chúc mừng. Dạ, cũng được 3 từ. Rồi, mời các bạn về chỗ, xin mời đội cây khế. Chủ đề của đội cây khế, văn hóa đường phố. Thời gian dành cho em bắt đầu. Một cái nơi mà sinh viên nha, dùng từ sinh viên rất thường hay ngồi ngoài đó. Ba từ. Phố đi bộ. Đây. Đó là cái nơi mà sinh viên rất thường hay ngồi luôn. Mấy cái cô mà hay vỉa hè, sai. Ba từ. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Từ trên nữa, từ trên. Thịt mạnh quá. Từ đâu nói gì nữa. Từ vỉa hè, đúng cái từ đó, đúng rồi. Chữ làm sao rồi? Ngoài ngoài vỉa hè, chết vỉa hè. Cái nơi bán cà phê gọi là gì? Quán vỉa hè. Sai. Đúng rồi. Đâu ghép ba từ vô, Quán vỉa hè. Đúng. Yes. Đây, một cái app dành lúc nãy anh Ben vừa đi á. Cái gì nó lại coi? Anh với Dung My vừa đi hồi nãy. Một cái app. Là cái app nha, bốn từ nha, từ nha. Bốn từ. Nhưng mà hồi nãy anh với em đi bằng B trùng khớp. Hồi nãy anh với em tới đây. Tới đây là đi hả? Đó đi là đây là hai đứa. Nhưng mà cái này là đi một người thôi. Ai, cái này là một người sử dụng thôi. Dính chữ người rồi nha. Bình tĩnh, đóng đâu á, bình tĩnh. Công nghệ đúng không? Đúng rồi. Hai từ đầu nữa. Tài xế công nghệ. Sai. Phương tiện công nghệ. Sai. Ai, xe ôm công nghệ. Dạ. Ok, ngoài phố đi bộ. Trời ơi. Ba từ nha, ba từ. Đó, là mình sẽ tung tăng này nè. Ba từ. Nhảy đường phố hả? Đúng rồi. Cái gì, tới lại. Đúng rồi. Nhảy đường phố. Yeah. Đúng. À. Mấy cái cô mà ngồi trước cổng trường á. Rồi, cái đó rồi. Trộn. Bánh trưng chưa? Đúng là cái món đó, nhưng mà gọi là cái gì? Đốn mặt. Sai. Nè. Bình tĩnh. Trên dài. Bánh trưng canh. Sai. Cái từ cuối đúng rồi. Bánh thằng Long. Sai. Cái từ cuối là đúng rồi, nhưng từ cuối đó đem lên đầu chữ này nha. Mấy cái cô bán ở ngoài. Cái gì? Thì đó, ở ngoài bán. Cái từ này là từ đầu tiên đúng không? Đúng. Rồi. Gánh hàng rong. Dạ. Đúng.
Rồi, còn lần cuối nè. À, ba từ, ba từ. Đó, cái bảng đó. Cái bảng bự lên giờ nha. Bự đó. Lên. Bảng điện tử. Sai. Hết giờ. Hết giờ luôn. Mở kem ra đây. Này, một lần nữa cũng du mì nha. Đưa ra rất nhiều đáp án chính xác luôn. Nhưng mà cũng bị khá nhiều cái phụt đúng không em? Em bất chấp. Bất chấp. Phòng của rồi em bất chấp hết. Sao? Bắt. Trúng gió, trúng gió. Còn tỉnh táo không? Còn. Và ở cái lượt thi đấu thứ hai này các bạn được 4 từ khóa. Mời đội Thanh Xuân lên đây và anh luôn. Qua hai lượt thi đấu ở vòng 3 thì đội cây khế các bạn có được 5 từ khóa đúng. Yeah. Và đội Thanh Xuân được 7 từ. Yeah. 21 triệu đồng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và chúng ta sẽ tổng kết số tiền thưởng sau 3 vòng thi nha. Với đội cây khế sau 3 vòng thi, các bạn sẽ có tiền thưởng là 2 triệu đồng. Cũng gọn nha em. Chia dễ chứ có những cái đội mà chỉ có 1 triệu, 1 triệu rưỡi thôi, chia cho 4 mới khó nha. 500. Còn với đội Thanh Xuân 24 triệu đồng. Ngon lành luôn. Sao hôm nay cảm giác đến với chương trình tranh tài đó nghĩ thế nào Thảo? Nói anh nghe xem. Em đã chơi hết sức hết mình. Và em thấy đồng đội của em tuy có nhiều lúc mình không hiểu nhau nhưng mà cũng đem về được số điểm cho nhau. Em không hiểu nhất đội á. Ủa? Em á. Nhất là vòng 2 đó. Không, tại cái vòng 2 đó em nghĩ khác mà đồng đội em nghĩ khác thôi chứ không phải là gì, không phải em cố ý đâu. Nhưng mà vòng 3 em gỡ lại. Dạ. Này, cái người mà nhiệt tình năng nổ nhất là Tài. Đúng rồi. Dạ, em thấy rất là vui nhưng mà hơi khô cổ xíu. cũng được. Cũng không được. Sao, với cái số tiền thưởng này thì dư để cho mua cái gì đó uống vô cho thanh cổ mát họng nha. Còn Châu, thành viên nhỏ nhất đội. Dạ, em thấy vui vì hôm nay được đứng chung với rất là nhiều anh chị. Mong rằng sẽ còn gặp lại các anh chị trong những cái dự án nghệ thuật nữa ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Thế còn bên đội cây khế mình sao nè? Nói chung là bản thân em thì dòng cuối em mệt quá, em đuối quá, đuối luôn. Em diễn tả muốn xỉu. Nói chung là mọi thứ là em thấy là dường như là em cũng tranh tài đoán ý đó. Đoán ý sai không à? À, tranh tài đoán ý nhưng mà đoán sai đúng không? Dạ. Đây, thành viên đứng kế em là bây giờ là ngơ ngác luôn rồi, đứng hình luôn. Xin chào mọi người, em là Hoàng Bách. Ủa, quên xong rồi phải không? Sắp đi về rồi. À, dạ dạ, thì hôm nay em thấy vui. Chỉ có điều là hơi mệt chút xíu thôi. Mệt, dạ. Thôi nhưng mà em thấy như vậy mà tụi em hiểu nhau hơn. Dạ. Hồ Nhi, nhí nhất đội, chia sẻ đi. Dạ, thật sự là em rất là vui khi mà tham gia chương trình này luôn. Nhưng mà cái vòng cuối là em bị sợ tiếng ồn. Em sẽ bị mất tâm lý luôn, là em sẽ không suy nghĩ được. Cho nên là em cứ suy nghĩ xong em chỉ nói qua nói nhỏ với bà My thôi. Giống như đại diện phát ngôn ý, phải ý không? Ý là ai nói cũng bị bắn hết trơn. Đúng, nhưng mà em sợ em bị quýnh, em không có nói được đủ cái nghĩa từ đó ra. Nhân vật gọi là đại diện truyền thông của nhóm. Đúng rồi. Em thấy là cái vòng cuối là cái vòng thú vị nhất. Là cái vòng tụi em gắng gượng lại những cái gì mà từ nãy giờ tụi em ấy nhờ. Gắng gì có 2 triệu vậy? Ấy nhờ là cái gì? Mà gắng gì mà có 2 triệu vậy? Đại diện truyền thông mà ấy nhờ. Không, mà rất là vui đó mọi người. Rất là vui. Đó là cái điều mà anh mong rằng tất cả các bạn đều nhận được khi đến tham gia chương trình này. Và bên cạnh đó chúng ta còn đã mang đến thật nhiều niềm vui cho quý vị khán giả vào cái giờ nghỉ trưa cuối tuần. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình tranh tài đoán ý sẽ còn quay lại với quý vị hàng tuần lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và cảm ơn đơn vị bảo trợ truyền thông Saobiz.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Đón xem tranh tài đoán ý được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 12:30 trên kênh YouTube Be Official.